cái máy nhà bếp. Dạ. Nó ăn đây nè, tôi ngồi đó mà. Cái thằng mà nó lạp tôi đó. Ông lúc trước ông ngồi đâu? Trước tôi ngồi vậy nè. Tôi ghé rồi lúc ông. Rồi nó đứng này này nè, như chú vậy đó. Nó đạp văng xuống đó. Ăn này làm bậy. Cái con lo nè, thấy gì. Cái gáo này ai làm á? Ừ. Và cái con lo khác làm nữa. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì anh Cường là một trong những cái thành viên trong gia đình mà bị chứng bệnh tâm thần nữa cô bác quý anh chị. Thì nghe nói rằng là ông cụ với bà cụ còn có một người con cũng bị chứng bệnh tâm thần và đi hình như là bỏ nhà đi bò cua bắt ốc. Ê bò cua bắt ốc tối ngày cô bác quý anh chị. Bây giờ thì để tìm hiểu thực tế thì buổi hồi mời cô bác quý anh chị cùng lên đây để thăm ông nhà của ông bà cụ ha. Nhà ván, nhà này là nhà sàn ở cô bác quý anh chị. Ở miền Tây thì đa số là nhà được cắt cao lên. Lý do trước đây là nhà sàn cắt để mà chống nước á. À. Có dạ. Cái nhà bếp quá hơi tại. Đâu cho con coi với. Đây bà cụ đi ha. Thôi. Mô hình nhà sàn là một trong những cái mô hình mà ở nhiều nhất là ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp cắt như thế này á để mà chống mỗi khi mà nước lũ lên á. Đây cái không gian bếp nè cô bác quý anh chị. Bếp cũng tài quá. Ê trời ơi. Đi không xả đi. Cũng này phải mang dép hay sao không? Đi mang dép đi. Dạ. Không có sao. Tôi lúng hết rồi cô bác quý anh chị. Còn cái này giờ bắt. Ghê trời. Rồi phải che. Có khi nào đi nó gãy luôn không trời? Không, đi. Mầm đồ là nó những cái mầm ở dưới là nó mục hết rồi. Cái mầm cứng lắm. Còn đây là cái mái che. Cái mái nhà bếp. Dạ. Nó ăn đây nè, tôi ngồi đó mà. Cái thằng mà nó lạp tôi đó. Ông lúc trước ông ngồi đâu? Trước tôi ngồi vậy nè. Tôi ghé rồi lúc ông. Rồi nó đứng này này nè, như chú vậy đó. Nó đạp văng xuống đó. Đạp văng xuống nước luôn. Đạp văng luôn. Trời ơi, dữ dàng. Rồi đây là cái không gian bếp của ông đây hả? Quá tài. Ông nấu cơm củi chứ không có nấu cơm bếp ga nữa hả? Không có, mới đâu có sắm nấu bây giờ làm. Sao ông nói sao? Không có, ra thì sắm. Giờ nghe hỏi cho có bằng mưa, có thằng cái sắm đi bằng tối ngày. Không có tiền sắm bếp ga luôn. Dạ, không có. Mấy chục năm nay là sống bếp đây đó, nấu củi không về kiếm củi đó thì huyết tám nó đi bằng ta đó ở dưới cầu mà ấy nhà tôi cái này là to mũ mũ mà để ấy đây mà giờ ấy cho con mũ nè che ra để mưa dột mũ thì rách đi tùm bơm mới xây rồi đó. Ông có muốn làm lại cái sàn nước này không? Thì làm mà đều không có tiền. Không có tiền thì mẹ nó đi dứt. Nó giết thô cài nè, là kìa không, nó đổi hay. Nó cũng bể trên, lũng trên hay. Như nè, sổ nó cũng lũng trên à. Còn ông với bà cụ tắm rửa ở đâu? Hả? Tắm ở đâu? Tắm hả? Xôi thế ngồi đây tắm. Giờ xả bình nước á. Nước cây này xả đây? Xả ra. Tắm là tắm ở đây đây? Ngồi đây tắm, giấu đi đâu vậy. Bạn cây văn tràn rồi đó, tắm. Có một cái lu nhỏ xíu vậy đó không? Hết rồi đi dặn ra nữa. Nhìn lấy mình thấy cái dặn ra. Nó vậy đó. Cho mình đầy cái gì dặn lại. Rồi cái gáo kìa, cái gáo nước kìa. Hả? Gáo nước làm từ lon bò á hả? Ôi sao nước đục quá vậy? Cái này ông không có... Ông không có nước này... ông không có lắng lại á nên nữ là gà xả nước ra là nó bị ấy hả? Hả? Đục hết à. Cái này gáo này ai làm á không? Đâu bữa là chừng tháng 2 tháng này làm lại. Cái con lo thấy gì? Cái gáo này ai làm á? Vậy cái con lo khác làm nữa. Cái lon. Lon này thấy gì? Sao mua cái ca mà lại chơi cái lon? Hả? Sao không làm cái ca? Xe hả? Xe ma mục á. Cái ca mũ á. Cái ca hả? Ô cái ca nó bị cuốn hút về múc hoài.
có khi gió ấy mà lên lại lấy có bao nhiêu. Sao mua cái lu cao lên hoặc là đúc cho lu cao lên? Có đây bà liệu không có xài. Thì dặn nè có như xài ngày đủ xài vậy thôi. Dạ ha. Rồi anh kia anh đi làm ngày 140.000 rồi cho ông được nhiêu? Thì nó đưa đụng mua cá ăn vậy thôi. Dặn chứ đâu có dư nhiều mà lấy. Còn ấy để nó xài chứ đâu có ấy. Anh này đó hả? Thằng này nữa. Anh này là anh đi... Bị anh nó thứ 10, thằng kia thứ 9. Là anh vậy? Anh tên gì? Tú. Anh Tú mới đi đâu về đó? Đi mò ốc mới về. Mò ốc? Có ốc không? Mò bán căn bán cho ta rồi. Bán được nhiêu anh Tú? Được đâu 30-40 ngàn. 30-40 ngàn, đâu cho em coi với. Trời ơi. Đâu mở ra, anh mở ra. Dạ kiếm cơm ăn hay gì anh? Trời thì tôi cũng nấu vậy đó, dĩa lột ăn á. Đâu mở ra em xem coi. Sáng giờ dồn được 100 mấy. Sáng giờ dồn được 100 mấy. Có cho ba mình không? Đâu có. Hả? Món mò để dành uống cà phê cho. Sao không cho ba mình? Không hả? Thôi đâu có vậy thì. Không bị ổng gặn đây cho gì. Cái gì? Mình để dành để tiền uống cà phê. Uống cà phê ít thôi chứ. Rồi gần sáng bên để dành uống cà phê. Dạ ăn cháo tôi đó tôi. Cháo uống cà phê rồi cháo. Cháo nó sáng uống cà phê chờ. Mò ốc gì anh? Ốc quắn. Ốc quắn hả? Nhiều không? Không dưới sông mình nè. Ký nhiêu tiền? Ký 10.000 được 3-4 ký. Mà bán ngày hồi sáng giờ là dồn được 100 mấy rồi. Bà không chịu cho ông cụ miếng tiền hả? Ổng gần đây cho. Rồi ăn cơm ăn gì? Ăn cơm đây mất coi cho ăn. Ấy. Nó có gửi tiền cho ông cụ nấu cơm không? Không, nó đâu có. Nó bị em có rồi. Nhà ở tên rồi. Nó có như thằng Cường vậy. Có nhà không? Nhà tên á. Ai? Anh Tú có nhà không? Nhà ở tên. Ở đây nó có nhà. Cô nuôi nó à. Tôi có vợ rồi. Ở tên á. Có vợ. Có vợ nó ở tên 3 bữa rồi nó về 4 bữa rồi nó lên vậy đó. Có nhà vợ riêng hả? Vợ nó ở tên. Ở xứ tên ở tên Dòng, tên Đậu Dòng. Còn sống chung với vợ không không? Không có gì còn sống lên chung ở dưới này không à. Ở dưới này đi lễ. Thì ăn cơm với vợ hay là ăn cơm dưới này? Có khi nó trải ra trải ăn cơm tên gì dưới này, ăn cơm dưới này. Ừ. Xuống dưới này đi lễ dưới này. Đi lễ gì? Đi lễ, đi kinh nè. Đang ngày giờ đàn đạo. Thôi anh ăn cơm đi. Chưa tấu nè. Sao mới lục cơm mà? Nói vậy chưa. Cơm bữa nay ăn cơm gì không? Có gì? Cá. Đâu, giới. Cá tra. Đâu? Mua kho cho nó ăn tí. Cái này là nồi cơm không? Dạ nồi cơm. Là còn thằng sống nữa. Dạ. Rồi với thằng thứ 8. Dạ. Với thằng này nữa. Dạ. Rồi kho đâu? Kho cá đâu không? Hả? Kho cá đâu? Đây. Trời ơi. Hết rồi chú ơi. Dạ. Cái gì đó. Này kho mấy ngày rồi? Mới ngày qua này. Con cá này mua nhiêu tiền không? Cá mua lấy khúc về bây dài này. Không mà 60. Không mà có. Mua khúc cá tra vậy đó. Nó muối chiên. Dạ, nó thì nó thấy đó nó thích chiên. Có đường không? Mấy đường. Còn bà nè. Hả? Bà biết là không? Không, không có biết đâu nữa. Hả? Hồi nào giờ đâu có biết. Không biết hả? Bà ừ. Bà bị lâm thằng nè bà. Không biết ai cả. Không có đi nữa nghe không? Ừ, bà được bị xuống dưới đất đó. Bà. Không có cái cây vịnh, bà té chết rồi. Nhà có cái cây vịnh đó. Rồi bà vịnh mò mò xuống đất rồi. Thì không có cây vịnh, bà té biết mấy lần. Té rồi chết ra bị dưới đó sâu. Tụi nó đâu có mà mua đường rồi uống nữa. Bà đi về, bà đi hoài, đi quỷ. Đường uống. Mua đường uống là sao bà? Uống không, dưới đường. Mua đường cát á. Cái ấy khi nước đá mua bỏ xô nước đá đúng không? Nước đá hết rồi
Rồi làm thứ 8 gì mua. Này rau này chắc ta cho ông quá hả? Hả? Ờ, đi nó đi mà người ta cái đi kiếm. Bi kịch. Đi chơi mà người ta lại xin. À, bi kịch. Nhà thì mọc hết rồi cô bác. Hành, hẹ, có gì xin lấy à. Thì cho phải tôi đổ bàn gì có mình nó không mà. Rồi ấy. Anh Tú đâu rồi? Tú lâu. Dạ. Kìa. Tính tâm sự với anh chơi thôi. Ừ. Nay mò lâu không anh Tú? Mới mò hồi trưa hả? Ừ. Dạ. Ngồi chơi đi anh. Nó anh Tú có vợ lâu chưa? Có vợ lâu rồi. Mò. Anh qua đây ngồi với ông cụ đi. Cách đây 8 năm rồi. Mò 8 năm hả? Cách đây 8 năm á. Là sao? Đi mò hoài. Như em có gia đình rồi á. À, có gia đình cách đây 8 năm ha. Cách đây 8 năm rồi. Ừ, có con không? Có đựng đứa. Có đựng đứa mà mẹ đứa bị là bị sụn. Con đứa gái thì sụi rồi nó. Con anh bị tật hả? À, bị tật, nó sụi. Ừ, sao nó không ở dưới này nuôi ba mẹ mình mà về vợ sống? Tại cái kiểu như em cái kiểu như xứ sở gia đình của em ở đây nhiều quá không mà lên tỉnh như tiếp bà má tôi vậy đó. Má nào? Má vợ hả? Má vợ lên tỉnh tiếp mà. Ngày nó tại vợ mà có đem tiền về cho vợ không? Có con mày đều con lên tỉnh như bằng giùm chứ hả? À, lớn rồi ốc là có đem tiền cho vợ không hả? Có đem tiền cho vợ nuôi con không? Tỉnh lụm mũ có tiền đâu có cho. Nó đã vợ nó cũng lụm mũ mà nó như nó. Cái gì? Lụm mũ. Lụm mũ á, dây cha. Vợ dai mũ. Lụm mũ lụm bọc luôn. À, vợ anh thì lụm bọc, anh thì mỏ ốc. Ừ. Mạnh anh đây sống. Ừ. Tiền anh xài, tiền chị xài. Ừ. Còn ai nuôi em bé? Tỉnh hả? Nó lớn rồi, bị nó gần gia đình đâu có cần hết. Ừ. Uống cà phê ngày tới 150.000 luôn. Anh uống cà phê. Ăn cháo. Ăn cháo cà phê. Lóc nó mẹ cày có tiền đi ăn cháo á. Rồi trưa cà phê cà phê luôn. Nó cũng như gần chứ mặn rồi gần chú cậu ăn. Đó ừ, mình chứ cũng không đâu có đưa có tiền lần này cũng không có cần thiết. Mình ở dưới này đi lễ đồ nghỉ ngơi cho nó khỏe lên nhà chứ cũng không. Ừ. Anh đi xuống đây bằng gì? Đi bộ không à. Đây chạy cũng vài cây số à. Thì ở đây gần nhà, ba cây đi bộ à. Mẹ cho nó nhẹ chút. Có nhậu nhẹt chưa ông anh? Không có nhậu gì ta. Không biết nhậu hả? Vì ở đây cũng như thấy vắng vẻ, không có bạn bè, cũng ít có nhậu nữa. Hồi trước thì thấy người ta nhậu mà giờ làm như nó ồn ào quá, làm như làm quá, nó cũng ít có nhậu. Hồi lúc mới thì nó nhậu rồi nghe, mà giờ làm như nó thấy vắng vẻ, nó ít có nhậu. Nhưng tiền bây giờ làm như cũng khó kiếm đó. Người ta cũng lo sợ gia đình của người ta cũng lo ăn, người ta cũng sợ, người ta cũng ít có nhậu. Rồi làm là để uống cà phê với lại ăn cháo thôi. Cháo uống cà phê cho gần nhà. Đi là đi vào không hay mang dép? Có dép. Có dép hả? Dép là bỏ. Mò từ mấy giờ đến mấy giờ? Bây giờ mò sáng giờ cấp 10 giờ tới giờ. Là được mấy chục ngàn? Miệt lắm. Mò như kinh mình nè, được đâu 3-4 kg luôn. Dạ. Mò hoài vậy đó hả? Ờ. Tại sao không cho ba mẹ mình ký nào hết á? Thế hả? Ở gần đây có ăn hoài gì cho cái gì? Có ăn đâu, làm gì có ăn? Có ăn hoài gì. Nhưng mình biết bả gần cũng như gần cái bên nhà nhà thánh cũng có dư dật ăn uống, mình cũng không có cần thiết cho. Thì mình hồi đó ba mẹ mình nuôi mình, bây giờ tới mình nuôi ba mẹ mình. Em biết mà đi gần bả gần sang bên có mấy chị cũng có cho đồ ăn. Mình cũng tay anh đi, mình cũng lo đi bằng ăn không lo. Đúng rồi bằng ăn hả? Có mấy chị đem đồ ăn lên cho anh. Ngày xưa là anh cưới vợ anh hay sao? Quen hả? Anh quen trước hay vậy? Quen sao? Cũng như đi tới lui đâu có. Gặp. Đi tới lui gặp. Gặp người ta tỏ tình sao? Như gặp đi tới lui gặp thì cũng quen biết này, cái nào nó gặp hỏi thăm thì hai đứa hương nhau luôn.
hai đứa thương nhau luôn. Tỏ tình sao mà thương? Thì nói tôi cũng đi bán, tôi cũng đi sách cải đó. Rồi nó đi bán ốc rồi hai đứa gặp nhau luôn. Tôi đi sách cải. Con lo tải nó. Đi sách cải rồi nó đi bán ốc rồi hai đứa gặp nhau. Gặp nhau. Gặp nhau ở luôn. Có tỏ tình không? Hả? Có tỏ tình không? Có đám cưới không không? Có hả, tôi hả? Không có. Bị tên tỉnh có mấy cậu chú đó tổ chức đám cưới luôn. Đám cưới luôn. Lớn không có mời ai không? Có như mời chồm sớm với dòng họ gia đình ăn uống. Là ngày xưa anh tỏ tình sao? Nói như đi sách cải đó gặp quen biết. Không lẽ sách cải với lại cái kia có gì đâu sao quen? Sách cải đâu nó đâu mà nó đi ở trong nó đi ra đi bồn nó ra đi gặp nội hậu hai đứa hương nhau này kia cái nọ nó gặp hai đứa hương nhau luôn. Rồi giờ nó thì đi cũng trước nó cũng đi mò đi lùm mũ. À này anh cũng từng đi lượm đồ mũ ha. Đi cũng có. Đi lượm mũ chung. Dạ. Vậy là lượm mũ chung gặp nhau chứ đâu phải là đi sách cải. Như hồi mới. Hồi mới ban đầu á. À tỏ tình sao nói sao em làm vợ anh đi. Như hồi mới ban đầu đi ra ngoài sách cải đó rồi nó đi bán ốc rồi hai đứa gặp nhau rồi nói chuyện qua lại với nhau hương dẫn đi hương luôn. Dẫn đi hai đứa ở với nhau luôn. Chứ đâu có biết. Ở đâu? Ở trên nhà của mấy cậu mấy chú. Nó cũng có đứa con rồi, lớn rồi mà. Nó đi rồi cũng bị tê mịch mà giờ nó bị tê liệt á. Điện ngược, lết luôn. Nó bị lết rồi. Giờ bên vợ. Anh này là ai vẽ cho anh đó? Mấy người bạn về Sâm. Sâm hả? Ừ. Sâm hành gì á anh? Xem cái qua văn. Đâu qua văn gì đâu. Xem coi đau không? Đau giờ lâu quá biết cũng hết rồi. Hồi đó đau không? Đau, hồi mới ra làm như đau. Đau chịu luôn. Cũng gắng chịu chứ biết sao vậy. Nói xong nói đau. Lỡ rồi giờ không để cũng gì luôn. Rồi dưới này dễ gì nữa anh? Nó cũng xăm nè. Con gì hả? Con gì hả anh? Lết rồi vậy? Bù cua ở con hai lúa xanh gì đấy. Cái gì? Lúa xanh gì nó xăm. Nhưng cách này khoảng 8 năm nhưng lâu quá cũng như mình bỏ mấy cái vụ đó. Vì nó gần cậu chú đó. Rồi cũng có lúa hóc rồi gan rồi mình cũng không có cần thiết. Nhưng giờ mình ở dưới này mình đi lên trển giờ làm gì người ta vậy phải không? À mình dưới này mình đi lễ. Nghỉ ngơi rồi cho nó yên giấc. Trước đây là ông cụ làm việc gì ông cụ? Dạ. Trước đây ông làm việc gì? Từ trước thì tôi cũng đi bằng mướn không à. Rồi giờ già rồi giờ đâu có bằng ai được. Hồi trước thì cũng đi bằng mướn. Cái kiểu như hồi mới thì ông lớn tuổi quá, ở hồi mới ông mình cũng như còn tay anh như mình. Mạnh giỏi mà cũng như là mướn lại giờ cũng như ông lớn tuổi rồi ông cũng hơi này nọ đó. Này nọ là sao? Này nọ là cũng như lớn tuổi rồi ông cũng hơi yếu trong mình đó, ông cũng không có ra đồng được. Hồi mới như ta thanh niên mình gì nè, mình còn sáng suốt này kia, mình còn thông minh sáng suốt này, mình đi ra đồng mình màng ăn này đó là có tiền. Giờ ông lớn tuổi rồi. Ông cụ có ước muốn gì không ông cụ? Dạ. Ông có ước muốn gì không? Thì tôi cũng nói có được số tiền ăn mà đút cái thằng nước lại với sữa thằng nước mà. Chứ quá tệ chứ chú nghèo quá rồi đâu có đi mặn ai. Rồi hỏi vậy có thằng đi mặn mướn. Rồi về đủ ăn cá có trăm mấy. Có khi hai ba bữa không mặn cũng có nữa. Chứ không phải mỗi bữa mỗi mặn. Ai kêu rồi làm. Anh đó chưa về hay không cậu? Dạ chưa, nó mòng tới 5 giờ. Còn lâu, mới có 4 giờ. 5 giờ mấy rồi? 5 giờ mấy rồi, mới 5 giờ 10. Ông cụ cũng còn khá là minh mẫn cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ cũng sẽ quay trở lại ở trong... đây là một buổi chiều mà Bùi Hồ muốn qua coi hiện nay anh Cường như thế nào. Để xem có một phương hướng giúp đỡ ông. Tuy nhiên là... vào thời điểm này Bùi Hồ nhận thấy thì ngôi nhà là cả được, một giúp đỡ được cả một chú
cũng nghèo khổ, không có làm gì vậy trơn á. Cả một cái bi kịch luôn á cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ sẽ quay trở lại vào ngày mai. Và chiều ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ đi ngang đây để mà tình cờ coi đi như thế nào. Thì cũng quay lại đây để mà ghé lại thăm anh Cường, đồng thời có may mắn là gặp được ông cụ với bà cụ, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Và trước tiên á thì Bùi Hồ xin gửi cho ông cụ với bà cụ hai chai dầu trước. Ngày mai con sẽ xin gửi thêm salon bath với lại một ít chi phí cho ông cụ với bà cụ. Dạ, dầu cho má chai, nông chai má chai đó. Ừ. Bà chú này là cho chai dầu đó. Dạ. Ngày mai con sẽ quay trở lại, con sẽ quay trở lại. Dạ. Dạ, cái này là chú Kevin Trần ở Mỹ gửi tặng. Mày có bị thằng đó nó mà có khi 10 giờ đi về. Rồi khi nó mặn tao khi tối ngày cũng không trình, bởi vì khi nó mặn ở này kia kia nọ đó. Dùng mặn ngày rồi đi bằng mướt ra cái gì sao vậy chú? Dạ, vậy thôi thưa ông cụ con về ha. Thôi cảm ơn. Anh em về. Thôi bà cụ con về. Dạ, bà cụ cũng... Bà đâu biết gì vậy chú ơi. Dạ. Ngày hôm nay thì quay trở lại đây. Bùi Hồ tính thăm cái tình trạng dạ của anh Cường như thế nào. Nhưng mà qua tìm hiểu thì mới biết. Xin lỗi, quê ở đâu? Dạ, con ở Đồng Tháp luôn không? Cũng ở Đồng Tháp đây hả? Dạ, dạ. Vậy cũng được. Mới biết được cái hoàn cảnh như thế này cực kỳ khó khăn. Và Bùi Hồ sẽ quay trở lại ở clip sau thôi cô bác quý anh chị. Nhớ đợi đón xem. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Chào anh.